Vietravel 23 năm, 8.395 ngày sải bước từ Nam chí Bắc, từ Đông sang Tây, đi trọn mọi miền đất nước để thấy Việt Nam là xứ sở diệu kỳ. Mọi tấc đất đều thiêng liêng, mọi nhánh cây, ngọn cỏ đều mang linh hồn dân tộc. 23 năm, 50.000 vòng trái đất, chỉ để mang Việt Nam đến gần thế giới và mang thế giới chạm tâm hồn Việt Nam. 23 năm cho vàng trải nghiệm thăng hoa, được gọi tên là kỳ diệu, là lần đầu tiên đặt chân lên miền hải đảo thiêng liêng, là lần đầu tiên thấy tuyết, là vượt biển băng sông, là những xúc động trung cảm không thể nói nên lời. 23 năm, hành trình ấy đủ dài và đáng để tự hào, nhưng con tim chúng ta còn khao khát đi xa hơn nữa, dệt vô hạn hành trình với xúc cảm thăng hoa. Những thành quả trong năm 2018 đã minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ đó. Hãy cùng nhìn lại những hành trình đáng nhớ và thành tựu Vietravel đã đạt được trong năm 2018 trước khi bước vào năm 2019. Tối ngày 19 tháng 1 năm 2018, tại lễ công bố bảng xếp hạng top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017, Vietravel tiếp tục được xướng tên là công ty du lịch lữ hành uy tín nhất trong năm 2017. Đây được xem là giải thưởng đầu tiên trong năm 2018, mở ra một chặng đường đầy khởi sắc của Vietravel trong năm. Nhằm khẳng định vị thế tiên phong trong các hoạt động về du lịch lữ hành, Vietravel cho ra đời trung tâm điều hành hướng dẫn viên Việt Nam, nhằm cung cấp hướng dẫn viên chuyên nghiệp cho hệ thống Vietravel trên toàn quốc, đồng thời cung cấp hướng dẫn viên chất lượng cho thị trường du lịch, quản lý, điều phối và đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn viên. Cũng trong tháng 2 này, Vietravel đồng hành cùng tỉnh Thừa Thiên Huế khánh thành công trình chiếu sáng mỹ thuật Kỳ Đài. Đây là một trong những công trình nằm trong chuỗi phát triển du lịch vì một thành phố Huế sáng và sống mà Vietravel ký kết triển khai. Sáng ngày 30 tháng 3, thương hiệu Vietravel tiếp tục được xướng tên trong top đầu doanh nghiệp lữ hành quốc tế đưa khách ra nước ngoài năm 2018. Giải thưởng do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội. Giải thưởng được xét theo tiêu chí về lượng khách và chất lượng phục vụ. Tháng 4 là tháng mà có thể nói Vietravel đặc biệt ưu ái tỉnh Thừa Thiên Huế khi tiếp tục đồng hành cùng các sự kiện với các hoạt động quy mô như tài trợ đồng cho Festival Huế 2018, tài trợ chính giải quần vợt quốc tế tại Việt Nam F1, F2, F3 Future Vietravel Cup 2018, tài trợ bàn cho hội thảo ẩm thực cung đình và dân gian Huế với chủ đề nâng tầm phát triển, kết hợp du lịch vươn ra thế giới. Biển xanh nắng vàng, hè tràn cảm xúc. Đây được xem là chương trình khuyến mại lớn nhất và được mong chờ nhất trong năm với vô vàn ưu đãi, giải nhiệt mùa hè đầy hấp dẫn. Hoặc cùng sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, Vietravel được FIFA ủy quyền là đơn vị duy nhất tại Việt Nam phân phối vé FIFA World Cup 2018 cho thị trường Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên Vietravel khai thác sản phẩm du lịch chuyên về thể thao. Trước đó, Vietravel đã sát cánh cùng đội tuyển U23 Việt Nam tại giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc. Đó được xem là tiền đề để Vietravel tiếp tục đồng hành cổ vũ đội tuyển Việt Nam, mở ra hàng loạt tour thể thao bằng hình thức charter tại ASEAN 18, AFF Cup 2018 và ASEAN Cup 2019. Với mục tiêu đồng hành cùng các địa phương trong các hoạt động mang tính quốc gia, Vietravel đã đồng hành cùng sự kiện tuần lễ văn hóa du lịch Lý Sơn, góp phần thúc đẩy, quảng bá và ủng hộ cho sự phát triển, đầu tư du lịch của tỉnh Quảng Ngãi nói chung và huyện đảo Lý Sơn nói riêng. Tại sự kiện đã xác lập kỷ lục thế giới về số người xếp thành lá cờ Việt Nam. Ngày 9 tháng 7 năm 2018, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đã diễn ra lễ vinh danh doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam 2018. Vietravel vinh dự đạt giải thưởng cao ở hai hạng mục: Công ty kinh doanh lữ hành nội địa hàng đầu Việt Nam năm 2018 và Công ty kinh doanh lữ hành quốc tế hàng đầu đưa khách du lịch vào Việt Nam năm 2018. Giải thưởng do Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Tổng cục Du lịch Việt Nam trao tặng. Ngày 8 tháng 8 năm 2018, Vietravel khai trương chi nhánh mới tại thành phố Bạc Liêu. Vietravel Bạc Liêu là cầu nối để quảng bá, giới thiệu hình ảnh Bạc Liêu đến với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần chung tay thực hiện mục tiêu đưa du lịch Bạc Liêu trở thành ngành kinh tế quan trọng. Cũng trong tháng 8, Vietravel phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế,
tổ chức lễ bàn giao hệ thống chiếu sáng kỹ thuật kỳ đài Huế. Bên cạnh đó, Vietravel còn là đơn vị lữ hành đưa khách du lịch đến Huế nhiều nhất năm 2018 trong khuôn khổ giải thưởng du lịch Thừa Thiên Huế năm 2018. Qua đó, một lần nữa đánh dấu sự gắn kết, cùng hợp tác, đầu tư xúc tiến phát triển nét văn hóa du lịch đặc sắc tại Huế trong các giai đoạn tiếp theo. Một tín hiệu vui giúp Vietravel tiếp tục khẳng định vị thế trên trường quốc tế khi Vietravel vinh dự được vinh danh ở hai hạng mục Asia Leading Tour Operator 2018 và Vietnam Leading Tour Operator 2018 trong hệ thống giải thưởng World Travel Award. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Vietravel đạt giải thưởng uy tín này. Ngày 20 tháng 9 năm 2018, Vietravel lần thứ 7 được vinh danh tại giải thưởng TTG Travel Award ở hạng mục Best Travel Agency Việt Nam. Cũng trong tháng 9, Vietravel khai trương chi nhánh Long An, tạo điều kiện tốt nhất cho du khách tại địa phương và các khu vực lân cận được tư vấn tour tuyến nhanh chóng mà không cần phải di chuyển đến trụ sở chính. Một kỷ lục được lập ra trong tháng 10, Vietravel đón và tổ chức cho 3.000 du khách quốc tế đến Việt Nam bằng tàu biển tham quan thành phố Hồ Chí Minh. Đây là số lượng đoàn khách tàu biển lớn nhất từ trước đến nay, mở đầu cho giai đoạn công ty tập trung phát triển mạnh mảng du lịch inbound dành cho khách tàu biển. Với những nỗ lực của tập thể đội ngũ cán bộ nhân viên Vietravel, danh hiệu doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2018 là một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và phấn đấu. Bên cạnh đó, tại Hà Nội, lễ trao giải The Guide Award 2018 đã gọi tên Vietravel, giải thưởng nhằm tôn vinh những doanh nghiệp, tổ chức trong ngành dịch vụ du lịch, lữ hành có nhiều thành tích và đóng góp cho sự phát triển của ngành du lịch tại Việt Nam. Vietravel chính thức khai trương chi nhánh Vietravel Sóc Trăng vào ngày 6 tháng 11 năm 2018. Đây là chi nhánh thứ 7 của Vietravel tại thị trường Tây Nam Bộ và là chi nhánh thứ 52 trong hệ thống chi nhánh và văn phòng giao dịch của công ty trên toàn quốc. Bên cạnh những hoạt động kinh doanh đầy sôi nổi, những thành tích Vietravel còn ghi dấu qua các hoạt động cộng đồng, ký thỏa thuận hợp tác với 5 trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm tăng cường hợp tác hướng nghiệp, mở rộng nguồn tuyển dụng, thúc đẩy nguồn nhân lực trẻ chất lượng. Tại lễ ký kết, Vietravel đã trao 25 suất học bổng cho các sinh viên nghèo vượt khó học giỏi với tổng giá trị 250 triệu đồng. Trước đó, Vietravel đã trao thưởng 2 suất học bổng đặc biệt trị giá 60 triệu đồng cho bạn Hà Vi và 48 triệu đồng cho bạn Hiên Kali vì những thành tích học tập ấn tượng để bước chân vào giảng đường đại học và vượt qua những khó khăn để đạt được ước mơ của mình. Tiếp nối những thành công vang dội trong việc khai thác sản phẩm du lịch cổ vũ bóng đá tại World Cup và giải đấu U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc, Vietravel tiếp tục sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 khi đưa khoảng 1.000 cổ động viên sang Philippines và Malaysia tiếp lửa trên mọi hành trình cùng đội tuyển Việt Nam. Tháng 12 này, Vietravel chính thức khai trương chi nhánh mới Đồng Tháp, hoàn thành kế hoạch kết nối mạng lưới 9 chi nhánh tại các tỉnh thành là điểm nóng du lịch tại thị trường Tây Nam Bộ. Đây là chi nhánh thứ tư đi vào hoạt động sau hàng loạt các chi nhánh được mở trong năm 2018, trở thành đơn vị thứ 53 trong hệ thống chi nhánh và văn phòng giao dịch của Vietravel trên toàn quốc. Cùng với các văn phòng, chi nhánh Vietravel tại các nước Campuchia, Mỹ, Pháp, Úc. Trong tháng 12, Vietravel đón nhận tin vui khi lần thứ tư liên tiếp vinh dự nhận được danh hiệu thương hiệu quốc gia, tiếp tục giữ vững vị thế là doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung. Vietravel tiếp tục khẳng định vị thế trên trường quốc tế khi lần thứ hai liên tiếp được vinh danh ở hạng mục nhà điều hành tour du lịch trọn gói hàng đầu thế giới trong hệ thống giải thưởng của World Travel Award và chiếc cúp danh giá đã được luân chuyển qua các chi nhánh từ Bắc chí Nam. Cũng trong tháng 12 này, ngày 20 tháng 12 là một ngày hết sức đặc biệt trong năm, đánh dấu Vietravel tròn 23 tuổi. Bằng những nỗ lực vươn lên mạnh mẽ với hơn 1.200 cán bộ, nhân viên, doanh thu đạt hơn 8.000 tỷ đồng cùng mạng lưới rộng khắp toàn quốc và năm châu. Có thể nói, sự thành công của Vietravel là điểm sáng và là niềm tự hào của ngành du lịch Việt Nam khi chứng kiến những bước đi vững chắc và định hướng kinh doanh mang tầm chiến lược, đẳng cấp khu vực. Năm 2018, một năm với nhiều biến động về du lịch trong nước và thế giới, một năm mà tất cả lãnh đạo và cán bộ nhân viên đã luôn nỗ lực không ngừng nghỉ. Một năm bội thu về giải thưởng và tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp lữ hành hàng đầu. Với những thành quả trong năm 2018, chúng ta tin rằng khi kết thúc ngày hôm nay và ngày mai khi mặt trời bừng sáng, cũng là lúc Vietravel sẽ viết tiếp những trang sử mới cho ngành du lịch Việt Nam trong năm 2019. Là Vietravel phải tiên phong vì chúng ta là những người dẫn đầu.
phải vươn xa vì sứ mệnh tạo nên triệu cảm xúc thăng hoa và nâng tầm giá trị cuộc sống. Phải vững bước trên con đường của mình để xứng đáng với những kỳ vọng. Khi chúng ta tin chúng ta có thể, thì chúng ta có thể. We are one, we are the one.